Ngày 20 tháng 6, Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam cho biết, dự kiến từ tháng 7 tới, mỗi tuần sẽ có 1 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam. Sau khi chính phủ ban hành nghị quyết về việc mua vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất, Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC nhập vaccine về theo hình thức lựa chọn nhà thầu, trong trường hợp đặc biệt theo quy định của luật đấu thầu. Đây là số vaccine nằm trong thỏa thuận mua 30 triệu liều vaccine của công ty, từ khi vaccine này đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. VNVC là đơn vị đầu tiên đưa hơn 176.000 liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca về Việt Nam từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 5. 288.000 liều khác tiếp tục được chuyển về Việt Nam. Tất cả số vaccine này được chuyển cho Bộ Y tế, phục vụ công tác chống dịch theo hình thức phi lợi nhuận. Từ cuối tháng 6, đầu tháng 7, Việt Nam sẽ tiếp nhận thêm khoảng 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca qua nguồn COVAX. Toàn bộ số vaccine này sẽ được phân bổ cho những đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21 và các địa phương có khu công nghiệp. Từ nay đến hết quý 3, Việt Nam cũng sẽ nhận thêm 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế đặt mua thông qua công ty VNVC. Theo thống kê của Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã tiêm được 1,55 triệu liều cho các nhóm đối tượng ưu tiên và công nhân. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 là 59.608 người. Các địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai, yêu cầu tiêm xong trong tháng 6.